chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Hát với Ngôi Sao. Hy vọng là đến với chương trình Hát với Ngôi Sao, các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. Nguyên Vũ và Yến Trang xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Yến Trang này, dạ. Trong suốt thời gian vừa rồi thì Yến Trang với lại Yến Nhi, bạn đã phát hành album mới nào chưa? Album mới thì là chưa, nhưng mà có hai clip để tặng cho tất cả các bạn. Và hai clip này cũng đã được phát hành rất là rộng rãi rồi ạ. Và bạn cảm thấy thế nào nếu mà hai chị em cùng đi hát nè, rồi cùng đi quay video clip, bạn cảm thấy có vui không? Thật ra thì Yến Trang và Yến Nhi cũng đã làm việc với nhau rất là lâu rồi. Đúng vậy. Tính ra là cũng đã vào nghề chung với nhau là cũng đã gần 10 năm. Vâng, thưa quý vị các bạn, có lẽ là khi hát chung với nhau, mọi thành viên trong cùng một nhóm hay là hai chị em với nhau đều phải có những cái ăn ý, những cái hợp gơ với nhau mới trình bày được những bài hát thật hay. Và hôm nay Nguyên Vũ hy vọng rằng là một nhóm nhạc sau đây sẽ mang đến cho tất cả quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái. Đó là nhóm Năm Dòng Kẻ. Thế là chúng ta là được gặp nhau trong chương trình Hát với Ngôi Sao, đúng không nào? Khi mà đi hát thì Nguyên Vũ và nhóm Năm Dòng Kẻ đã gặp nhau rất nhiều lần trên các sân khấu. Tuy nhiên mà để trò chuyện thực sự thì chỉ có trên chương trình Hát với Ngôi Sao mới trò chuyện với nhau mà thôi. Còn bây giờ là nhiệm vụ của các bạn, hãy chào quý vị khán giả đi nào. Nhóm Năm Dòng Kẻ xin chào tất cả các bạn cùng tới với chương trình Hát với Ngôi Sao. Xin chào. Năm Dòng Kẻ này, tất cả các bạn không phải là chị em ruột của nhau, mà các bạn gắn bó với nhau như vậy và tập hát một cách là rất ăn ý với nhau. Thế đó là bí quyết như thế nào vậy? Cái chính mà để mình cùng hát với nhau được lâu dài, đầu tiên là phải có sự đam mê âm nhạc. Sau đó phải có sự thương yêu lẫn nhau như là chị em trong gia đình. Chắc là bốn dòng kẻ này cũng thương yêu nhau không kém gì vị Yến Trang và Yến Nhi đâu. Thế thì năm dòng kẻ có bao giờ các bạn giận hờn nhau hay là gây gỗ nhau? Thật sự nếu mà để ghét nhau thì chắc chắn là năm dòng kẻ không còn tồn tại để ngồi đây nữa. Còn về sự tranh luận và có một chút gọi là to tiếng thì là không một cái nhóm nhạc nào có thể tránh khỏi điều đó. Vậy. Nhưng mà thường thường những cái lúc sâu sát đó là năm dòng kẻ chỉ nói để mà mình tìm được cái phương pháp nào tốt nhất dành cho công việc của mình thôi. Còn ai sai thì em nghĩ là từ thì giải quyết với mình nhau. Mình sẽ phải tự suy nghĩ từ đầu thế nào và sau đó mình cùng phân tích, và nếu sai thì hôm sau em phải xin lỗi. Cái mục xin lỗi đó thì là tự động đến xin lỗi nhau hay là xin lỗi bằng cách gì đó cho nó dễ thương hơn, hay là dắt nhau đi ăn một buổi gọi là làm huề bằng... Đấy, thường thì là năm dòng kẻ rủ nhau đi ăn một bữa thôi ạ. Ăn xong rồi ai trả tiền? Lấy tiền quỷ nhóm. Nhóm Năm Dòng Kẻ này các bạn hát với nhau rất lặng ý, thế thì cái cách nào để các bạn nhả chữ cho giống nhau? Cái này cũng hơi khó, nói chung là trong cuộc sống như thế nào thì trong âm nhạc, cái cách hát cũng phải như vậy. Mình phải nghe nhau, mình phải nhường nhịn nhau. Và ngoài cái riêng của mình thì mình cũng phải nhìn vào cái chung. Trong cái chung đó thì sẽ có cái riêng của mình tồn tại. Có nghĩa là khi hát Năm Dòng Kẻ phải rất là để ý nhau, phải nghe nhau rất nhiều. Để ý khẩu hình miệng của nhau hay là cách nhả chữ. Đúng rồi, trên sân khấu nhìn nhau say đắm. Nhìn nhau say đắm luôn nè. Và ở ngoài cũng vậy, trong lúc phòng thâu thì các bạn phân bè như thế nào? Thường thì hát bài chính là Lan Hương, bởi vì Lan Hương sở hữu một chất giọng rất là dày và truyền cảm. Bè trầm thì là Hồng Ngọc hát bè trầm. Bè cao và bè trung thì một là Lan, hai là Linh, có hai người có thể thay đổi nhau. Thế thì bạn bè cao đến cỡ nào? Cao bằng chiều cao của em. Nhưng mà nói thì không tin, mà nếu như bạn hát thì có lẽ Nguyên Vũ tin hơn. Quý vị các bạn nghĩ sao ạ? Nhóm sẽ hát một câu là xin chào khán giả của xin chào khán giả Hát với Ngôi Sao, ví dụ như thế. Thì bây giờ cả bốn thành viên của Năm Dòng Kẻ sẽ xin hát câu này. Xin chào khán giả